Thưa quý vị và các bạn, dưới tiêu đề bài viết Đào Tấn Bằng, kẻ du côn ngồi ghế tránh văn phòng thành ủy Đà Nẵng, tác giả Lê Hồng Hà viết Sinh năm 1975 tại Bình Định, lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, từ nhỏ Đào Tấn Bằng được trời phú cho dị tướng đôi mắt lồi trắng dã, cặp môi đen xì và khuôn mặt đằng đằng sát khí. Học hành không ra gì, nhưng lươn lẹo rất giỏi. Sau khi kiếm được tấm bằng hệ chuyên tu trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, bằng lọ mọ xin một chân tà lọt tại Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ở đây, bằng nổi tiếng về lo điếu đóm cho các sếp. Thế rồi luồn lách like thế nào bằng tiếp cận được bá thanh. Lúc này đã là bí thư Đà Nẵng, rồi xin về phòng quản lý đô thị trực thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Từ đây, cuộc đời một kẻ gian hùng đã chuyển sang trang mới. Trong giai đoạn thành phố Đà Nẵng là một đại công nghiệp, Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh đã sử dụng bằng như một đệ tử ruột trong công tác chỉnh trang đô thị, kỳ hoạch đất đai, giải phóng đền bù, sắp xếp dự án. Bằng là người tham mưu đắc lực cho việc bán, chuyển giao hàng trăm ngàn hecta đất sạch, đất đã có đường nhựa, cống rãnh, cây xanh, điện nước cho các tập đoàn tư nhân với giá rẻ mạt bản chất muốn leo cao chui sâu bằng mò lên phó trưởng phòng rồi trưởng phòng quản lý đô thị ở vị trí này bằng là người tham mưu cho trần văn minh phân lô bán biệt thự xé nát bán đảo sơn trà và bằng cũng đã móc cho anh ruột là đào tấn cường từ một gã lái xe vọt lên phó giám đốc công ty xăng dầu nhiên liệu bay Petrolimax. Vợ chồng Đào Tấn Cường đứng tên rất nhiều bất động sản của Nguyễn Bá Thanh kể cả căn biệt thự số 9 trên bán đảo Sơn Trà. Khi ở vị trí Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đào Tấn Bằng là người đề nghị Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bán sân vận động Chi Lăng lẫn đất quốc phòng 207 Trường Trinh, Đà Nẵng với giá chỉ bằng 1 phần tư giá thị trường. Bằng tạo phe nhóm với Nguyễn Xuân Anh và Vũ Nhôm từ khi Xuân Anh mới chỉ là ủy viên dự khuyết trung ương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, không chỉ tham mưu tiếp tay cho các lãnh đạo Đà Nẵng bán hết công sản cho Vũ Nhôm và một số tư nhân. Bằng còn là kẻ cùng Xuân Anh, Vũ Nhôm lũng đoạn chính trị, can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự, cán bộ tại Đà Nẵng, theo hướng, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Sau khi Nguyễn Bá Thanh rời Đà Nẵng, ghế bí thư bị trống, Trần Văn Minh không có cửa để về vì vụ 3.400 tỷ. Cuối cùng, Tháng 8 năm 2013, ông Trần Thọ, Phó Bí Thư được Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ 100% và Bộ Chính trị cũng đồng ý ông Thọ làm Bí Thư Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Quyết không để những tên xảo quyệt bán trời không văn tự như bằng ngồi ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Tháng 2 năm 2014, ông Thọ đã luân chuyển đào tấn bằng về nhận Bí Thư quận Ngũ Hành Sơn ông trần thọ một nhà giáo đi làm chính trị có đạo đức và nhân cách cực kỳ tốt ông có ngờ đâu chỉ không lâu sau đó chỉ vì việc này cũng với việc không đồng ý cho vũ nhôm xây du thuyền bê tông trên sông hàn mà đào tấn bằng vũ nhôm và xuân anh đã liên kết trả thù và hủy hoại thanh danh ông một cách hèn hạ Đào Tấn Bằng về làm bí thư quận Ngũ Hành Sơn được 5 tháng. Thì ngày 1 tháng 8 năm 2014, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành quyết định số 1281 QDNS TVK về việc chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, Bằng là một trong bốn cán bộ trẻ được Trung ương chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015. Cùng với con trai ông Nguyễn Bá Thanh là bí thư thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh, sinh năm 1983. Vậy là chả cần bầu bán, bỏ phiếu gì cả, nghiễm nhiên Bằng được ngồi cùng chiếu tiệc cùng mâm với bí thư Trần Thọ trong ban chấp hành thành ủy Đà Nẵng. Chuyện bê bối về bằng giai đoạn ở quận ngoại thành này sẽ nói vào dịp khác. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử bầu cấp ủy tại Đà Nẵng, tại đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Nguyễn Hành Sơn Ông Lê Hoàng Đức, Phó Bí thư Quận ủy khóa 4, nhiệm kỳ 2010-2015, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã không trúng cử vào ban chấp hành khóa mới, dù ông đủ tuổi 55, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, công trình dân dụng và công nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Đức bị ao là do bằng bực mình vì đức không để cho bằng những xuất vào công chức của ủy ban bằng câu kết với phùng văn cưng trưởng ban tổ chức quận ủy làm công tác tuyên truyền với các đảng viên dự đại hội rằng đức thế này thế kia và bằng cùng với cưng đã thành công khi loại đức cưng được bằng trả công bằng cách đưa cưng lên làm phó bí thư thường trực quận ủy khi tên này chưa học hết lớp 9 Và có một quá khứ tồi tệ Sau vụ này Bằng được mệnh danh là Chùm đấu đá nội bộ Vậy mà về sau Khi cùng Xuân Anh và Vũ Nhôm Âm mưu đánh nhau Hồng triệt hạ Huỳnh Đức Thơ Bằng gấp lửa bỏ tay người Bằng cách đem cả đời tư Xấu xa của Phùng Văn Cưng Cung cấp cho người buôn gió và cho rằng phùng văn cưng là đệ tử của anh thơ tái đắc cử bí thư quận bằng cùng với xuân anh và vũ nhôm bắt đầu ra tay làm nhục ông trần thọ khi ông sắp nghỉ công tác vì đến tuổi hưu vũ nhôm bị ông thọ bác bỏ các dự án trên sông Xuân Anh thì bị ông Thọ thẳng thừng báo cáo với Trung ương, Xuân Anh không đủ tư cách làm bí thư Đà Nẵng. Giờ đây, bộ ba này hợp lực đánh ông. Chuyện đổi đất tái định cư từ địa bàn này sang địa bàn khác cho các cán bộ công chức có hoàn cảnh đã có chủ trương từ thời ông Nguyễn Bá Thanh, chị Minh. Con gái ông Thọ là công chức xin hoán đổi từ quận Cẩm Lệ về quận Hải Châu qua nhiều cấp xét duyệt và đồng ý, vậy mà tháng 10 năm 2015, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 21 sẽ khai mạc thì tháng 7 năm 2015 đồng loạt nhiều tờ báo lớn trên cả nước đưa tin trang nhất, con gái bí thư đổi đất vàng. Bí thư Trần Thọ can thiệp đổi đất vàng, cả thành phố Đà Nẵng ngỡ ngàng, họ kịp nhận ra ai đã âm mưu mượn truyền thông sỉ nhục vì bí thư hiền lành và nhân cách trong sáng. Bởi đơn giản, bằng khi còn là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân đã nắm rõ hồ sơ, thậm chí đề nghị cấp trên phê duyệt, đổi đất con ông Thọ để giữ danh cho bố mình. Chị Minh đã tự nguyện trả lại đất hoán đổi. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đưa chứng cứ lái xe của bí thư Trần Thọ có mặt trong chuyến công du xúc tiến đầu tư để hạ nhục uy tín ông. Đại hội 21 Đảng Bộ Đà Nẵng bế mạc Ứng viên duy nhất được Trung ương phê chuẩn là Nguyễn Xuân Anh trở thành tân bí thư. Ông Trần Thọ ngử hưu trong thanh thản và yêu thương của đồng bào, đồng chí, hiểu con người ông. Tại đại hội 12 của đảng tháng 1 năm 2016, Nguyễn Xuân Anh trở thành ủy viên trung ương chính thức. Ngay sau đó, ngày 2 tháng 3 năm 2016, Xuân Anh ký quyết định đưa Đào Tấn Bằng về làm tránh văn phòng thành ủy Đà Nẵng. Khi tên Du Côn ngồi trên đỉnh cao quyền lực thì đánh nhau và những trận so găng này, nảy lửa cũng từ đây bắt đầu đưa được bằng về chắn văn phòng thành ủy, bí thư Xuân Anh cứ nghĩ rằng mình đang có bên mình một kẻ tài giỏi và mưu lược, nhưng đó là sai lầm. Ngày 21 tháng 2 năm 2017, bài báo lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giá từ chuyên trang văn nghệ trẻ của báo Văn Nghệ điện tử nhằm vạch mặt bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xài hai xe sang cùng một biển số đẹp mở đầu cho việc phanh phui bí mật về xuân anh cứ nghĩ rằng những người bảo vệ ông thọ và ông thơ tấn công đào tấn bằng vũ nhôm xuân anh bắt đầu phản công đầu tiên thuyên chuyển phó chủ tịch thường trực đặng việt dũng để đưa anh em bạn gì với mình là hồ kỳ minh từ bí thư cẩm lệ về thay chỗ ông dũng âm mưu sau đó sẽ đánh bay anh Thơ ra khỏi chủ tịch thành phố và điền Hồ Kỳ Minh vào. Tiếp theo cũng như lần đánh cựu bí thư Trần Thọ tối 14 tháng 3 và ngày 15 tháng 3, đồng loạt các tờ báo lớn sở hữu lượng bạch đọc khổng lồ đưa thông tin trên trang nhất. Nghi vấn Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu tài sản lớn Báo Tuổi Trẻ Thanh Niên, Báo Việt Nam Net có đưa thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu nhiều tài sản khủng và góp vốn vào doanh nghiệp. Khốn nạn hơn, bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ kèm theo hồ sơ lý lịch của ông Thơ để phục vụ công tác bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vào năm 2014. Hồ sơ này do các cơ quan chức năng của thành ủy quản lý và nộp cho các cơ quan trung ương và lý do vì sao hồ sơ này bị tuồn ra ngoài, không phải tránh văn phòng thành ủy Đào Tấn bằng tuồn ra thì còn ai trồng khoai đất này. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Nguyễn Đăng Lâm, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng có bức tâm thư dài 5 trang với tiêu đề Đề nghị xem xét những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Nói là tâm thư nhưng thật ra nó là một đơn tố cáo, vu khống và bịa đặt. Lão thành cách mạng ở Đà Nẵng nhiều người biết đòn độc này của Lâm Hồng đưa Trung ương vào mê hồn trận để kỷ luật và đánh gục ông Thơ. Có điều, Trung ương đã biết được ông Lâm là bố nuôi, người năm xưa đứng ra cưới vợ cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và những gì ông Lâm tố cáo không phải là sự thật. Chưa dừng lại ở đó, phe nhóm Đào Tấn Bằng còn tạo ra một đơn tố cáo ký tên bà Trần Thị Chất lão thành cách mạng lá đơn dài bảy trang phanh phui đời tư của mẹ ông thơ bố ông thơ là liệt sĩ của gia đình bố mẹ vợ của các cán bộ gần gũi ông thơ dựng chuyện để bôi xấu gia đình liệt sĩ đơm đặt để hạ uy tín xúc phạm nhân cách người khác là việc làm vô đạo là đòn đánh dưới thắt lưng đầy thủ đoạn hèn hạ của bọn người du côn và vô liêm sỉ không thể để tình trạng nội bộ mất đoàn kết ngày càng nguy hiểm và kéo dài. Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc. Sau mấy tháng điều tra từ ngày 13 đến 16 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương họp kỳ 17 do ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Kết luận Bí thư Xuân Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, bằng cấp có vấn đề, thiếu gương mẫu trong lối sống khi nhận hai căn nhà và xe sang của Vũ Nhôm. Ngày 6 tháng 10 năm 2017, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trưa hôm đó, sau khi công bố kỷ luật nguyễn xuân anh được các sĩ quan bảo vệ vòng trong hội nghị áp tải ra ngoài xuân anh bước nặng nề giữa trưa hà nội nắng như đổ lửa đó là cái kết tất yếu cho những kẻ trẻ người non dạ nghe theo đào tấn bằng vũ nhôm và phe nhóm chính trị tham vọng quyền lực ở đà nẵng tháng 2 năm 2017, Vũ Nhôm đã ngạo mạn đòi hành hung và dọa cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Tháng 4 năm 2017, thân phận Phan Văn Anh Vũ tức Vĩ Nhôm, Trần Đại Vũ, Lê Văn Sáu đã bị lột trần. Thượng tá tình báo chẳng qua chỉ là kẻ du côn núp bóng B61 của Tổng cục 5 dùng lá bùa là văn bản có dấu và chữ ký của các cơ quan quyền lực nhằm đe các lãnh đạo địa phương các ngân hàng tư để mua rẻ công sản tài nguyên đất đai nhận dự án và mua cổ phần quyết không để những kẻ du côn lũng đoạn chính trị và kinh tế không thể để chúng vươn vòi tắc oai tắc quái hết địa phương này đến địa phương khác các cơ quan quyền lực trung ương lên kế hoạch chặt đứt vòi bạch tuộc này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc và Vũ Nhôm bị khởi tố, truy nã, truy bắt và di lý về Việt Nam. Trước đó, ngày 19 tháng 8 năm 2017, anh ruột của bằng Đào Tấn Cường bị bắt khẩn cấp vì đã đe dọa giết ông thơ. Trước khi bị bắt Cường là phó giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimax chi nhánh Đà Nẵng. Đây là công ty phục vụ nhiên liệu bay cho sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tại phiên xét xử chiều 9 tháng 2 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường, chú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, mức án 18 tháng tù về tội đe dọa giết người cường lãnh án nhưng ai cho rằng bằng vô can là suy nghĩ phiến diện và khôi hài. Sau khi Xuân Anh bị mời ra khỏi ban chấp hành trung ương và nhận kỷ luật thích đáng, Vũ Nhôm dù trốn chạy cũng không thoát. Đào Tấn bằng hoảng sợ, hắn biết ngày tàn của mình đã đến. Sáng 23 tháng 11 năm 2017, ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức vụ Tránh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 2 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã ra thông báo thi hành kỷ luật đối với các cá nhân gồm bà Trần Thị Oanh, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, ông Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy Tránh Thanh tra thành phố, bà Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Trần Văn Trung, bí thư chi bộ, trưởng phòng an ninh kinh tế, công an thành phố Đà Nẵng với hình thức khiển trách. Các ông bà trên bị vi phạm trong việc tham gia ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo vi phạm quy định số 47 QĐ TVK ngày 1 tháng 11 năm 2011 của ban chấp hành trung ương về những điều khoản đảng viên không được làm sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị không đúng với quy định hiện hành, hùa nhau đánh hội đồng chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Đặc biệt trong số này có đại tá Trần Văn Trung, trưởng phòng an ninh kinh tế, một đồng hương Bình Định được bằng giới thiệu và được Vũ Nhôm sắp xếp để vượt qua hàng loạt cán bộ ưu tú của Quảng Nam Đà Nẵng để ngồi vào ghế này trông ở vị trí này để bảo vệ các dự án của Vũ Nhôm và sẵn sàng bỏ tù bất kỳ ai chống Vũ Nhôm Số thân khác tỉnh Thành học chuyên tu nhưng nhờ lấy được vợ là con của ông Trần Công Cường một quan chức của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ nên được gửi gắm và đào tấn bằng đi lên từ đó Ông Trần Công Cường với bố chị Trần Thị Nguyệt Thu, vợ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là anh em thúc bá. Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, đi đâu bằng cũng nổ mình là anh vợ thủ tướng để khè thiên hạ. Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Minh và Chiến, hai cựu chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố. Mình bị bắt giam, đào tấn bằng càng lo sợ hắn cùng vợ tìm đến nhà chị Nguyệt Thu để cầu cứu nhưng chị Nguyệt Thu không tiếp bằng đã quỳ ngoài sân để cúi đầu sám hối với những gì mình đã gây ra trên thành phố Đà Nẵng những mong vợ chồng thủ tướng sẽ ra tay cứu mình sinh ra ở xã Bồng Sơn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định được Đà Nẵng cưu mang đùm bọc mà trưởng thành Lẽ ra Đào Tấn Bằng phải sống đạo đức, cho phải đạo làm quan, đằng này hắn toàn gieo bão rông trên quê hương thứ hai này. Thiết nghĩ, với kẻ Du côn lừa thầy phản bạn, chuyên phá nội bộ như bằng, cho dù có quan hệ thế nào, những lãnh đạo cấp cao cũng không nên can thiệp, trường hợp như Đào Tấn Bằng bị cảnh cáo và mất chức tránh văn phòng thành ủy, xong việc bằng ngồi lại ghế thành ủy viên bí thư đảng ủy khu công nghiệp vẫn là sự coi thường công lý, nhạo báng pháp luật và sự sỉ nhục đối với những cán bộ trung kiên vì dân vì nước tại thành phố Đà Nẵng. Thêm vào đó, các cơ quan tố tụng và bảo vệ pháp luật tại Đà Nẵng lưu ý Thêm vào đó, các cơ quan tố tụng và bảo vệ pháp luật tại Đà Nẵng lưu ý. Mặc dù bị tuyên án 18 tháng tù giam, nhưng không hiểu vì sao Đào Tấn Cường vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Hắn cưỡi xe SH đi trên đường và hẹn hò cùng cô Bồ Nhí là trưởng cây xăng dầu trên đường Trần Phú.